Dạ vâng, cửa hàng nuôi cầu Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đốc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Ở đó là cũng là số của Zalo của em luôn nhé. Các bác nào xem video của em, ưng ý những dòng sản phẩm máy cưa, máy cắt cỏ hay là bất kỳ sản phẩm nào em đăng ở trên YouTube. Đó, các bác nào ưng ý con nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0354392929 để đặt hàng cũng như là để tham khảo về máy móc các bác nhé. Đó. Và hôm nay thì cửa hàng chúng em lại tiếp tục lên cho các bác xem một lô máy cưa xích Estin. Chả hiểu tại sao mà hãng này dạo gần đây lại cực kỳ nổi tiếng và chuộng người tiêu dùng các bác nhé. Đó, nhập vào tới đâu là bán hết tới đó. Đó thì những dòng Estin thì thật sự bây giờ là như cửa hàng chúng em thì đang rất là hiếm hàng. Đó, nhập về được một lô Estin thì cực kỳ khó các bác nhé. Lâu lâu mới có được một lô thôi. Đó, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lại tiếp tục về được một lô gồm 7 con để phục vụ cho bà con các bác. Đó, các bác xem ưng ý con nào thì có thể liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng cũng như là để chốt đơn các bác nhé. Đó. Vâng, thì hôm nay đây cửa hàng của em về được một lô máy cưa xích đầy đủ các thương hiệu như Estin 024, đó, Estin 018, Estin 023, Estin 021, Estin 211. Đó. Đây đầy đủ là dòng chuẩn là hàng bãi Đức tất cả các bác nhá. Tất cả đều là dòng bãi Đức. Đó. Và hôm nay thì em lên tổng cộng gồm 7 con đã đánh dấu ký tự từng con một rồi các bác nhá. Đó, các bác xem video ưng ý con nào thì liên hệ trực tiếp ngay cho em để đặt hàng. Đó. Và cửa hàng chúng em thì chuyên cung cấp những dòng sản phẩm máy cưa, máy cắt cỏ hàng chất lượng chuẩn cho các bác, không bán những dòng máy cưa mà đã qua bung biếc hoặc là thay thế bất kỳ linh kiện gì. Bên em chỉ bán những dòng máy cưa chuẩn rin, đó, rin 100%, hàng chất lượng các bác nhé. Đó, nên là các bác hoàn toàn yên tâm về bên em. Đây, và hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem một lô con này đấy, đã đánh dấu ký tự tất cả rồi các bác nhá. Đã đề giá công khai cũng như là đánh dấu ký tự từng con một, E1, E2, đó, E3, E4, E5, E6, E7, gồm tất cả 7 con đã đánh dấu đầy đủ cả giá đây nha các bác nhá. Đó, và giá này hiện tại thì em đã hoàn toàn miễn phí ship rồi các bác nhá. Đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện rồi. Đấy, và các bác chỉ cần phải thanh toán giá tiền máy này thôi. Còn tất cả thì em đã miễn phí ship rồi các bác nhé. Và các bác đặt hàng của bên em, khi các bác đặt, các bác chốt đơn thì có hai hình thức. Một là các bác thanh toán trước, và hai là thanh toán sau. Hình thức thanh toán của bên em là nếu mà các bác nào mà thanh toán trước thì em sẽ tặng kèm cho các bác thêm một lon nhớt. Đó, và các bác nào thanh toán sau thì cọc giúp cho em trước 200.000. Đó, còn hàng tới các bác cứ check hàng, kiểm tra hàng thoải mái, bên em là đơn uy tín. Các bác nào không ưng ý hoặc là có gì sai ở trên video thì em sẽ bồi thường cũng như là đảm bảo cho các bác. Đó, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy, và trên video máy móc thì bên em là đơn uy tín là chủ yếu. Máy móc ở trên video có sao thì em nói vậy. Đó, các bác nào xem kỹ video dùm em. Đó, xem là con nào vừa ý với mình nhất thì đặt hàng các bác nhé. Để tránh tình trạng các bác không xem không kỹ rồi lúc mà hàng tới lại thế này thế nọ. Đó, trên video thì em sẽ có sao thì em sẽ báo tất cả cho các bác, để cho các bác nó hiểu rõ nhất về cái cây máy của mình đang lựa chọn. Đó, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Đó, và đầu tiên là một con cưa xích Estin 024. Đó, con này thì em đánh nhầm qua E2 rồi. Estin 024, con này cực kỳ đẹp các bác nhé. Cực kỳ đẹp luôn, phù hợp về cho bác nào sưu tầm cũng như là xài trải nghiệm. Đó, xài hai ốc lam. Con Estin 024 cực kỳ đẹp các bác nhá. Đó, con này thì giá của nó thì hàng sưu tầm. Có xả áp ở bên trên này các bác nhá. Máy móc thì không phải lan tan gì rồi. Đẹp nhức nách luôn các bác. Con này thì giá sẽ hơi cao, 6.800.000. Phù hợp về cho các bác nào đam mê sử dụng về sưu tầm cũng như là về để trưng bày các bác nhá. Đó, hôm nay thì em lên luôn cho các bác xem. 6.800.000. Đó, con E1 là một con cưa xích Estin 211 có chụp giật trợ lực các bác nhá. Dòng C là có chụp giật trợ lực. Đó,
máy móc thì cũng đẹp nhức nách luôn các bác. Con này thì có tích hợp xả núm bơm xăng phụ đó, và ốp tăng chỉnh xích nhanh, vặn làm xê nhanh ở đây đó. Đó là con E1 giá 4,5 triệu. Dạ vâng, vừa nãy thì em có chút việc bận một tí xíu. Vâng, và bây giờ thì em sẽ quay lại tiếp tục video nhé. Tiếp đến là một con E3, một con máy cơ Sittin 018, hàng chuẩn rin 100% của hàng Đức các bác nhé. Giá 3 triệu đồng, máy cưa nhỏ nhẹ về phù hợp các bác sử dụng gia đình. Con này thì có xả áp luôn các bác nhé, có xả áp, đời cao có xả áp, có tăng chỉnh xích nhanh cũng như vặn ốp làm nhanh ở đây. Đó, tích hợp luôn, máy móc thì cực kỳ đẹp, rin từ A tới Z các bác nhá, tem mát còn chuẩn chỉ nguyên này. Đó, mặt tiền của nó đây. Đó, con này E3 giá 3 triệu đồng. Đó, máy móc rin từ A tới Z. Đó, tiếp đến là một con E4, một con máy cưa Sittin 024AV. Đời nâng cấp của dòng 024 các bác nhá. Có phần tem ở đây này. Đây các bác không nhìn có rõ không ạ? Này thì do không biết là thế nào mà đã bị mờ đi rất là nhiều rồi. Còn máy móc thì đẹp nhức nách luôn các bác nhá. Đó, con này thì giá của nó là 5,5 triệu. Đó, 5,5 triệu. Có cái phần này của nó sẽ bị bẩn thì các bác nhá, chứ không có ấy đâu. Chứ máy móc thì tình trạng quá là ok các bác nhá, không có tình trạng cọc cạch hay là bị sao cả. 5,5 triệu, đời nâng cấp của dòng Sittin 024. Đó, máy chuẩn hàng bãi Đức. Rồi, tiếp đến là một con E5, một con máy cưa Sittin 023C. Đời cao có núm bơm xăng phụ và có xả áp luôn các bác nhá. Xả áp ở bên này, núm bơm xăng phụ ở đây, dòng 023C. Đó, có tích hợp ốp tăng chỉnh xích nhanh ở đây, máy móc zin từ A tới Z, 3,8 triệu. Đó. Và tiếp tục đến là con E6. E6 là một con máy cưa cũng dòng Sittin 024AV. Đó, máy móc cũng đẹp chất lượng các bác nhá. Con này với con này với con E4 thì giống y hệt nhau, nhưng mà con này thì máy móc đẹp hơn con E4. Đó, về vẻ bề ngoài thôi, còn linh kiện thì em thấy giống nhau cả. Nòng hơi thì vẫn cứng như nhau, nên là để giá chênh nhau 100 ngàn. Các bác nào ưng ý thì có thể tham khảo kỹ hai con để các bác lựa chọn các bác nhé. 5,6 triệu đã bao gồm phí ship, và con này thì 5,5 triệu. Ngoại hình của con này thì đẹp hơn một tí thôi, cũng không chênh nhau là mấy cả. Đó. Rồi, và tiếp tục đến con cuối cùng là con E7, một con cưa Sittin 021. Đó, 021 đẹp nhức nách luôn các bác nhá. Đẹp cực kỳ. Này móc không phải lan tan gì đâu, hàng cũng chuẩn bãi Đức. Dạ, giá 3,8 triệu. Thật sự thì dòng Sittin thì bây giờ đang hiếm hàng kinh khủng. Đó, nên là giá của nó bên nhà cung cấp cho bên em thì cũng đang đẩy giá lên rất là cao. Không biết tại vì sao mà chắc là tại vì các khách hàng đang lựa chọn về dòng Sittin rất là nhiều, nên là giá của nó thì giờ đang đẩy lên rất là cao các bác nhé. Nên là chúng em buộc phải bán cao lên một tí xíu. Đó, như giá thời bây giờ với giá thời ngày xưa thì đã chênh lệch nhau rồi các bác nhé. Đó, không còn giá rẻ như ngày xưa nữa rồi. Đó, nên là cửa hàng chúng em lại tiếp tục phải bắt buộc phải đẩy giá lên để phục vụ cho bà con có thể lựa chọn máy nhất các bác nhá. Nếu bây giờ mà không lấy về thì lại không có hàng để bán cho các bác. Đó, để giới thiệu mặt hàng cho các bác. Đó, nên là bắt buộc chúng em giá cao cũng bắt buộc phải lấy. Đó, cho các bác nào mà tham khảo giá cũng như là xem máy ưng ý nhất để lựa chọn các bác nhá. Đó, tổng cộng 7 con vừa rồi em đã giới thiệu qua. Các bác nào ưng ý thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại thì em đã để trên màn hình rồi các bác nhá. Đó, số điện thoại online 24/24, các bác cứ alo giờ nào là em sẽ nhấc máy giờ đó. Đó, bên cửa hàng chúng em thì không phải lăn tan gì cả. Cửa hàng chúng em thì tại Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Đó, các bác nào cứ trục trặc cái gì thì bây giờ thì bên ship chuyển phát nhanh bây giờ cũng đang rất là thuận tiện rồi. Các bác ở ngoài Bắc thì em sẽ gửi hàng tầm khoảng 4 đến 5 hôm là sẽ nhận được thôi các bác nhé. Còn ở trong Nam thì khoảng 2 đến 3 ngày tùy từng tỉnh thành nhận được. Đó, nên là cũng rất là nhanh thôi. Các bác đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp qua em. Đó, là em sẽ đóng hàng và gửi hàng đi cho các bác. Và trước khi các bác đặt hàng của bên em thì em sẽ
kiểm tra lại cũng như là xem lại tất cả máy móc cho hoạt động ổn định nhất. Đó, rồi em mới đóng hàng tiếp tục để gửi đi cho các bác, để tới tay các bác sử dụng có thể an toàn nhất, ngon lành nhất đó, và trải nghiệm tốt nhất. Đó là tiêu chí của bên em. Đó, vâng, thì bây giờ thì sẽ qua phần test nổ. Thì em sẽ test nổ từng cây một để cho các bác nghe tiếng máy nó sẽ như thế nào các bác nhá. Đó, xem tiếng máy nó có ổn định không để phù hợp với sử dụng gia đình mình nhất. Rồi, dạ, con cưa xích đầu tiên là một con Sittin MS211C các bác nhá. Đó, máy móc tình trạng đẹp. Đó, theo em đánh giá thì con này nó rơi vào tầm khoảng 90% đấy các bác, ngoại trừ cây lam. Cây lam thì nó chỉ bị phần chóc sơn thôi nhá, còn lại hoạt động của nó vẫn là tốt các bác nhá, không có việc gì cả. Đó, nó bị hàn gì chóc sơn thôi, là do chủ cũ người ta không biết là sử dụng như thế nào thôi. Còn máy móc thì cực kỳ đẹp các bác nhá. Con này tích hợp luôn chụp giật trợ lực, rất là tiện lợi cho các bác về sử dụng. Đó, có cả núm bơm xăng phụ luôn, lên xăng rất là dễ dàng. Máy móc thì em đã căn chỉnh cũng như dọn nổ ngon lành rồi các bác nhé. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Dạ vâng, tiếp đến là một con cưa xích Estin 024, hàng siêu tầm tuyệt đẹp các bác nhé. Đó, con này đời cao, có xả áp ở đằng trước luôn. Máy móc tình trạng là đẹp. Đó, không phải lan tan gì nhá. Rồi, và bây giờ thì em sẽ test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy luôn. Đang rất là ổn định các bác nhá. Đó, giá 6.800.000 đã bao gồm phí ship và được đặt phụ kiện. Đó, các bác nào ưng ý thì có thể liên hệ trực tiếp qua em. Dạ vâng. Tiếp đến là một con E3 dòng Estin 018. Đó, một cưa chuẩn bãi Đức. Con này thì có xả áp ở đây và có tích hợp ốp lam tăng chỉnh xích nhanh các bác nhá. Đó, máy cưa. Nòng hơi giật thì còn cứng ngắc nguyên. Đó, rồi các bác nào ưng ý thì có thể liên hệ qua em. Dạ vâng. Tiếp đến là một con E4 Estin 024 AV các bác nhé. Đời nâng cấp của dòng 024. Đó, vòng tua con này thì sẽ cao hơn con 024 các bác nhé. Đó, à, sẽ test nổ con này cho các bác nghe qua. Giá 5.500.000. Đó, máy móc thì nổ cực kỳ ngon lành luôn các bác nhá. Dạ vâng, tiếp đến là một con E5 các bác nhá. Máy cơ xích Estin 023C, đời cao, có núm bơm xăng phụ và có xả áp ở đây. Đó, một con máy chuẩn Red in Germany, hàng bãi Đức các bác nhá. Đó, máy móc nổ còn bốc nguyên các bác nhá. Ngon lành, giá 3.800.000 miễn phí ship các bác. Dạ vâng, qua con E6 là một con cưa xích cũng dòng 024 luôn. Đó, máy móc y như dòng không con E4. Nhưng mà con này thì em thấy ngoại hình của nó thì đẹp hơn một tí xíu. Đó. Còn máy móc nòng hơi thì em thấy là vẫn ngang như ngửa nhau thôi. Giá 5.600.000 cho các bác nào đam mê.
Các bác nào ưng ý thì có thể liên hệ trực tiếp qua em các bác nhé. Dạ vâng, cuối cùng trong video ngày hôm nay là một con cưa xích Estin 021 hàng chuẩn Germany. Đó, bãi Đức zin nguyên bản từ A tới Z các bác nhá. Đó, con này thì thương hiệu được cực kỳ ấy rồi. Hàng mà các bác chuộng nhất em nghĩ là chỉ có dòng này với dòng 023 là các bác chuộng nhất thôi. Vừa, không phải to quá, không phải nhỏ quá. Rất là phù hợp để cho các bác nào sử dụng gia đình cũng như là về khai thác nhẹ nhàng có thể dùng con này quá ok các bác nhá Đó, mà con này thì cực kỳ đẹp luôn các bác, tích hợp xài hai ốc lam. Máy móc quá là ok, zin nguyên bản từ A tới Z. Giá 3.800.000 cho các bác nào đam mê. Đó. Còn máy móc thì em nghĩ không phải lăn tan gì nữa rồi. Đó, nóng hơi còn cứng cáp nguyên các bác nhé. Đó, vâng, và kết thúc video ngày hôm nay thì các bác xem video của em có ưng ý những dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp của em để đặt hàng cũng như là để tham khảo về máy móc các bác nhé. Đó. Vâng, rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau. Các bác nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là theo dõi kênh của em để ủng hộ em cũng như là để xem những video, bật thông báo để xem những video mới nhất về bên em các bác nhé. Rồi em chào các bác.